Xin chào các bác. Giờ làm ly chè xong là nhâm nhi, sau đó là ngắm cái thành quả của mình. Cả một năm trời các bác ạ, mới được vài bông hoa. Thì cái dịp này ấy thì là nó chẳng có cái hoa gì nhiều cả. Chủ yếu là dòng cát này, là đang mùa. Hôm nay là Noel, chúc các bác vui trong ngày Noel, đón mừng Noel. Thì Noel thì hôm nay đấy, đánh lẽ như các năm thì không là có, như năm nay thì không hiểu làm sao là cái giò mà Giáng sinh ấy, gọi là cát Giáng sinh thì đang nụ chứ chưa bung đấy, hiện bây giờ là chưa bung, nó kém, năm nay kém hơn đấy. Hay là do nhuận nên là hoa năm nay nó có cái sự thay đổi về cái thời gian. Chứ các năm thì đến dịp này là bắt đầu là bung. Năm nay có vẻ chậm. Chậm hoặc sớm ấy, nó rất là lung tung. Năm nay rất lung tung, kể cả là dòng Lan Đay Châu ấy. Lan Đay Châu mà những cái giò mà năm ngoái nở Tết ấy, năm nay cũng đã nở rồi. Giờ đang nở rồi. Đấy. Thế còn một số thì tôi vẫn thấy là nó mới đang nụ, nó mới ra cỡ khoảng 5-7 phân, 2-3 phân có. Không hiểu là thế nào. Đấy, thì thấy năm nay nó nhuận cho nên nó rất là lạ. Cho nên là thật sự là quả thật là cũng không biết nói thế nào cho nó đúng cả. Đấy, tuy nhiên thì thôi kệ các bác ơi. Chơi lan đúng không? Chúng ta cứ có hoa lúc nào chúng ta thưởng thức lúc đấy. Đấy, tuy nhiên là nó vào cái dịp mà những cái ngày nghỉ hoặc những ngày lễ hoặc cái gì đấy thì nó tuyệt vời hơn. Đấy, còn không thì có lúc nào thưởng thức lúc đấy các bác ạ. Đấy, hiện như bây giờ giả sử những cái bông hoa cát này mà nó nở đúng vào cái dịp dịp Tết nhá, thì phải nói là nó tuyệt vời các bạn. Vừa rực rỡ đúng không ạ? Vừa đỏ rực rỡ, màu vàng, màu đỏ rực rỡ này. Các màu thoải mái rất là nhiều. Hai nữa là nó rất là thơm. Cực kỳ thơm luôn. Đấy, ví dụ như nhà tôi đây đấy, đằng trước đây này. Hiện bây giờ là đang có một số cát nó nở ấy. Đấy. Là đi qua này cứ thoang thoảng thơm rất là thích, rất là hứng thú. Thì cái đấy thì là cái hứng thú của người chơi lan, có khi chăm sóc cả năm. Với có cái bông hoa để mà ngắm. Nên là nó thích lắm. Đấy. Thì đấy là những cái mà còn làm được, có nghĩa là ý là nó có hoa để mà ngắm, còn rất nhiều loại mà nó không ra hoa. Hai nữa là nó cũng là cát này nhưng nó lại không có hoa. Đấy. Nên là buồn đúng không các bác? Thì cái này thì là nó bị thiếu một cái gì đó, một lý do gì đó thì nó mới không có hoa các bác. Thì cũng có rất nhiều các bác là cũng gọi điện cho em là hỏi là về cái cát tại sao nhà tôi tốt lắm, cây tốt tuyệt vời nhưng lại chẳng có hoa gì cả. Cũng chia sẻ với các bác nhiều lần rồi, tuy nhiên thì cái này các bác cũng thành một cái hệ thống để chăm sóc cái dòng cát này. Thì theo kinh nghiệm của tôi ấy, thì là thấy cát này nó rất là hứng thú với ánh sáng, nhiều ánh sáng, chứ nó không thích ở cái môi trường mà nó ít ánh sáng quá. Thì tôi thấy là ví dụ như nhà tôi ấy, một cái giàn là trồng ở dưới lượt lưới tre đấy, tre ở trên đấy, nắng thì khá nắng, cây cát này có vẻ là lá nó hơi ngả màu sang màu vàng, xanh vàng, nó không được xanh đậm đâu. Thế nhưng mà hoa rất là đều. Đấy, các bác cứ hỏi là sao nhà tôi nó tốt lắm nhưng mà nó chẳng có hoa gì cả, có khi trốn đến mấy năm không ra hoa. Thì cái lý do ánh sáng là tôi nghĩ là nó cũng rất là quan trọng. Thế còn về phân bón thì tôi cứ thấy mọi người bón cái nọ cái kia ABC gì đấy rất là nhiều, nhưng mà tôi thì tôi hay dùng phân hữu cơ mà, cho nên là một là dịch chuối. Đấy, dịch chuối thì cứ thỉnh thoảng có buồng chuối hay nảy chuối hỏng thì lại làm sau đó là tưới tắm. Đấy.
không thường xuyên đâu, nói thật với các bác là không thường xuyên, không phải là cứ một tuần hay là 10 ngày bón tưới một lần đâu, thậm chí là cả tháng tôi chẳng bón phân gì cả, tưới nước là chính thôi. Thế nhưng mà thì đấy, thỉnh thoảng là có chuối này thì phun này, hoặc là thậm chí là phân nước phân bò đấy, phân bò ngâm ấy, rằng là pha ra cứ tưới phun tất cả các loại làn là ná như nhau, nói thật là nó ná ná như nhau, không có một chế độ riêng đặc biệt là cho một cái ông nào đâu, một dòng nào đâu. Nên là cứ thế là làm chung thôi. Đấy. Thì cũng không hiểu như nào, nhưng mà thì cây nào cũng thấy có ra hoa cả. Đấy. Thì đấy là các bác nếu mà giả sử như là nó chưa đúng, ví dụ như các bác mà thường là các bác mà chơi nghiệp dư ấy. Đấy, có nghĩa là nó ít thì gọi là nghiệp dư đúng không? Đây chúng tôi cũng chẳng phải chuyên nghiệp đâu, nhưng mà ý là nói về nghiệp dư ấy. Có khi có khoảng 5 7 giò, 6 7 đấy, khoảng chục giò đấy, hơn tí thì nó cũng đủ loại, có nghĩa là chơi kiểu sưu tầm ấy, mỗi thứ tí, nhưng mà thực sự là kinh nghiệm nó chưa nhiều cho nên là gần như nó rất là ít hoa đúng không? Hai nữa là các bác thường cũng có khi cũng chẳng có giàn đâu. Không làm giàn để treo. Đấy, ví dụ như chúng tôi đây thì nó có giàn riêng, nó đàng hoàng đầy đủ rồi. Gọi là chơi theo kiểu là tự nhiên đấy, nhưng mà có cái giàn để treo. Nhưng thậm chí có bác này cũng không có giàn đâu, đa phần là có thể là móc treo vào cây gốc cây nhãn, tán dưới tán cây nhãn, rồi cây xoài, rồi cây doay, cây ổi, tóm lại là treo vào đấy. Đấy, thế là cái chế độ tưới tắm là nó cũng không được như ý, có nghĩa là có khi là gần như theo tự nhiên là chính. Đấy. Có mưa thì có nước, không có mưa thì thôi đúng không? Hoặc là thỉnh thoảng lắm mới nhớ đến, sực nhớ đến rồi thì tưới như là tí nước. Đấy. Phân do có khi cũng không có. Yeah. Thì khả năng là nó cũng không đủ cái điều kiện ra hoa. Khả năng là không đủ điều kiện ra hoa. Chứ còn nếu mà như tôi thấy thì treo giàn này thì nó cũng chẳng có cái gì chăm sóc đặc biệt đâu. Mà nó vẫn ra hoa đều. Đấy. Rất là đẹp. Chứ không hẳn là phải có một cái chế độ gì nó nghe nó ở trong khó đấy. Thường thì các bác mà chưa thấy đạt được thì các bác thấy khó đúng không? Nhưng đấy, kinh nghiệm của cái thằng cát này thì tôi thấy là như này này. Một là ăn nắng, lá hơi ngả vàng, xanh vàng. Hai nữa là tưới nước thì cứ khô thì tưới. Đấy. Cái thứ ba nữa là về phân bón thì tôi dùng gọi là hữu cơ. Đấy, phân bò ngâm rồi phân... chuối đấy, thế thì thấy nó cũng ổn. Thế còn nếu mà dùng phân hóa học thì các bác đến tầm tháng 7, tháng 8, tháng 7, tháng 8 thì các bác tưới cho những cái chất thuộc là nhiều lân và kali lên một chút thì khả năng là hoa nó sẽ nhiều hơn. Đấy là khoa học người ta hướng dẫn là phun phân hóa học là nó như thế, tưới phân hóa học là như thế. Thế thì còn bình thường thì chỉ có vậy thôi. Thì cây nó phát triển thì cứ căm khăm, gọi là nó cây nó căm cắm chứ nó không xanh dần đâu. Nhưng mà hoa hiếc đó. Thế là được, mỗi chậu vài bông hoa là thấy ngon rồi. Cái hoa này của các bác này đúng là bàn tay luôn nhé, bằng bàn tay luôn, to lắm. Và nó rất thơm. Màu sắc thì mỗi loại nó một màu. Đấy, thì tôi thấy là cái dòng một lá này thì bông rất to. Bông rất to. Thế còn cái dòng hai lá thì bông nhỏ, nhỏ xíu thôi. Vừa rất là nhỏ mà không được đẹp đâu. Có nghĩa là không cây nó không à quên hoa nó không to đẹp như này đâu, nó vừa phải thôi nhưng mà cũng rất xinh như vậy không? Xinh lắm. Chứ không phải là xấu. Đấy, thì cái đấy thì cả một chùm này có khi nó ra hàng chục bông, một cần hoa đấy, nó ra hàng chục bông. Nên là nó rực rỡ hơn. Đấy, nếu mà một cái bụi to ấy thì rực rỡ lắm, đẹp. Thì cát thì nó chỉ có đơn giản vậy thôi. Đấy, thì hôm nay quan trọng là mời các bác uống trà với tôi, uống trà cùng đấy, từ xa. Thứ hai nữa là ngắm cái bông hoa cát, khoe là chính, không anh? Khoe là chính. Đấy. Cái này xong làm ly chè mà ngửi cái hương vị từ
cái bông hoa nó ra thơm lắm. Cực đẹp. Đây mặt hoa thì nên gọi là mặt hoa trung bình thôi. Cái hoa mà cát mà nó đẹp ấy thì là nó cái màu nó rực rỡ. Thực sự là cái màu đỏ là một này. Tôi thích là tôi thích cái màu, một là cái màu đỏ, hai là cái màu vàng. Nếu cái màu vàng mà nó nổi bật lên ấy, màu vàng mà vàng tươi ấy, đẹp lắm, nó nổi bật lắm. Đỏ này, vàng này, tím này, đấy là những cái màu của cát ấy là rất là thú vị, rất là đẹp. Những cái bông mà cánh này, thế rồi nó cân đối ấy, nhìn nó có cái vẻ đẹp rất là đặc biệt. Mời các bác cùng ngắm một vài bông hoa đang nở tại vườn nhà tôi nhé. Đây, mời các bác cùng ngắm thêm cái bông gọi là Korat Kuki, hoặc là ngày xưa gọi là Kiều Bảo Tiên ấy. Đấy, rất chịu khó ra hoa, nở hoa rất đẹp. Các bác nhìn cái nách lá, các bác biết này, nách nào cũng có hoa, có nghĩa là cứ từng dịp một là nó nở liên tục. Đấy, và bắt đầu đang đẻ được hai cây con rất là khỏe mạnh. Đấy, thế là cứ cụm này là chúng ta cứ đấy, là để nay mai nó ra hoa nữa thì một bụi này thì cực đẹp luôn. Đấy, rất là thích. Cây con này chỉ cần năm tới là nó sẽ có hoa rồi. Đấy, cái còn cây mẹ thì rất là khỏe. Đấy, phát triển tốt, hoa thì rất là thơm. Đấy, hoa thì màu sắc nó như thế này. Gần chỗ này có một cái bông, đây là gì nhỉ, đen dô xuân. Ngày xưa tôi đã giới thiệu rồi đấy, nhưng mà giờ dịp này nở đúng một đôi, bây giờ nó đang chiều gần tối cho nên là bông hoa bị hơi cung cúp xuống. Đấy, là đen dô xuân, năm cánh trắng, họng tím, rất là đẹp, thơm, riêng dòng này là thơm, phát triển khá tốt. Đấy, thì nó lại nở rất linh tinh các bạn. Đây cái chỗ này, cái chồi này, đấy đang có chồi, vẫn có chồi hoa nhé. Những cái khác, cái nách lá này nữa có chồi hoa này, khả năng là Tết này này. Đấy, khả năng là vào Tết này, nhưng mà cái bông này thì đã nở rồi. Mấy cứ có ăn đâu ta thưởng thức đấy, đẹp. Có lúc nào thì cảm thấy đẹp lúc đấy là được. Đấy, nhưng mà đây thì những cái cái lá kia thì bắt đầu đang có mầm ấy, thì là khả năng là sẽ hoa vào Tết. Đấy, ngoài ra lại còn loại này nữa này. Đấy, chỉ là vũ nữ thôi. Đấy, và đây là đai châu, các năm nở đúng Tết đấy. Năm nay thì trồng trực tiếp vào cây, mà tôi trồng trực tiếp vào cái cây xoài này. Thì năm nay nở không vào Tết. Giờ đã nở bung hết rồi. Đấy, thì có lúc nào lại chơi lúc đấy, thưởng thức lúc đấy. Đấy, thưa các bác, là có cái loại lan này thì tôi thấy nó nở hoa từ đầu năm đến cuối năm, lúc nào cũng có hoa các bác nhé. Mà gần như nhà bác nào cũng có, đúng không? Đấy là cái dòng này, hoa cực xinh luôn nhé. Nếu mà nhìn cấu trúc một bông hoa thì cái dòng này rất là xinh, rất là đẹp. Thế mà nó sinh ra những cái quả này các bác này. Đấy, quả này bay ra và tự mọc. Đấy, mọc ở những cái chậu khác. Mà tôi thấy có một cái đặc biệt là khi cái hạt mà nó nở đấy các bác nhé, nó nở thì nó ra cái bông hoa, mặt bông hoa khác, màu khác các bác nhé, rất đẹp. Chu đỉnh đây, đây nó bị héo rồi, nhưng cái mặt hoa của nó màu hồng, màu hồng và rất đẹp. Đấy, thế là lạ nhỉ.
màu hồng và đẹp. Hôm nay nó bị táp do đông bắc nó mạnh quá. Thấy nó rất lạ các bác. Đấy, khi nó nở hoa thì đấy, nó lại ra cái màu hồng, phớt hồng, hồng rất là đẹp. Nên tôi thu hết những cái cây hồng này trồng vào một chậu Và và đây là sau một này bông cực đẹp thỏi luôn. trắng. Bông thỏi trắng rất thơm các bác nhé. Trắng tinh và thơm. Đấy, nở được mấy cần hoa này. Cái dòng này rất là hay nè. Và đợt trước là trồng cái thân trước là đã nở hết hoa rồi này. Xong đến thân này thế là nó kéo dài cả một cây này cỡ khoảng 3 tháng rưỡi. Đấy mà đơn giản các bác nhé. Tôi chỉ trồng vào cái cục đá này. Đấy, và một cái cục đá này. Cũng rất tốt. Đấy. Thế còn bên cạnh là nó một cái da da cũng trồng trên cục đá và đang có hoa. Đấy, cũng đã có hoa rồi đấy. Thưa các bác là gọi là tản mạn là cái dịp vườn ít hoa. Đấy, có những bông gì thì ngắm bông đấy. Đấy. Có cái gì chúng ta thưởng thức cái đấy các bác ạ. Nên là không không trồng lan thì làm sao có lan để mà thưởng thức. Thế là mùa nào thức đấy, các bác mà trồng nhiều loại thì loại nào nó cũng cũng đẹp ở trong một giai đoạn nào đó, một khoảnh khắc nào đó. Những cái lúc mà khoảnh khắc mà không có lan để nhiều lan để chơi thì ta có những cái bông lan rất là đặc biệt để mà chơi. Hôm nay lan man gọi là khoe vườn cỏ, gọi là vườn lan cỏ nhà tôi nhá. Xin chào các bác. Chúc các bác là chăm lan tốt. Đấy. Và trồng được những giỏ lan mà theo ưng ý theo 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 cái chăm sóc của mình. Xin chào các bác.